Những tin tức thời sự đáng chú ý khác vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp nối bản tin Đồng Nai ngày mới sáng nay. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thống nhất đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở đã tham mưu tổ chức thực hiện các bước theo đúng quy trình, phát huy tốt tính dân chủ ở cơ sở từ khâu điều khám, bình cử công khai, chú trọng đến chất lượng, ưu tiên tuyển chọn thanh niên nhập ngũ có trình độ học vấn, sức khỏe. Kết quả huyện đã tuyển chọn gọi 255 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tăng 10 thanh niên so với năm 2023. Chất lượng quân năm nay cao hơn năm trước cả về trình độ chính trị, học vấn và sức khỏe. Trong số thanh niên trúng tuyển có 5 đảng viên, số thanh niên có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp chiếm hơn 23%.